Ở đây mình sẽ thêm một cái thông tin khách hàng mới nhé. Mình sẽ có cái form nhập thông tin khách hàng ở đây. Đây mình sẽ nhập thử này, tên khách. Ok, mình nhập xong rồi nhá. Và bây giờ mình sẽ nhấn gửi. Cái này mình có thể điền trên điện thoại hoặc trên máy tính đều được. Mình chỉ cần lưu lại cái link ở đây. Đây này, nó sẽ có cái link này, mình sẽ lưu lại đấy vào chỗ nào cho dễ tìm. Và bây giờ mình sẽ submit này. Khi mình điền xong thì nó sẽ gửi cho mình một cái tin nhắn mới. Đây, có cái khách hàng mới này, nó sẽ gửi vào trong nhóm chat cho mình. Đấy, để cho nhân sự vào chăm sóc thì nhân sự chỉ cần click vào đây. Nó sẽ nhảy ra cái thông tin của khách hàng để mình vào mình chăm sóc và mình cập nhật vào trong cái bảng này. Đây, đây là thông tin cụ thể của khách hàng nhá. Mình chăm sóc là mình cập nhật trạng thái các thứ ở đây. Nó có comment này. Đấy. Rồi mình có thể cập nhật các thứ ở đây cũng được. Rồi, khi mà khách mà chốt thành công nhá, trạng thái này. Bây giờ mình chuyển sang thành công. Thì nó cũng sẽ gửi cho mình một cái tin nhắn vào trong group là báo đã thành công. Đây, mình vừa chuyển sang thành công này, nó sẽ gửi về cho mình này. Tên, tình trạng khách hàng, nhu cầu ghi chú. Đấy, là mình chốt thành công nhá. Cụ thể thì nó chính là hai cái automation này. Đây, khi có khách hàng mới này gửi noti vào nhóm thì nó sẽ sử dụng cái automation, đó chính là khi mà bạn ghi được thêm mới với cái điều kiện là thời gian tạo không được trống. Đấy thì nó sẽ gửi về trong group chat cho mình. Cái này mình có thể sửa đổi các thứ ở đây, gửi cho người hoặc là nhập tin nhóm vào nó sẽ gửi nhá. Mình sẽ gửi thông qua con bot này để cho nó dễ đỡ bị lỗi. Rồi, đây là cái tiêu đề của nó, gửi về mình có thể chỉnh sửa màu sắc các thứ ở đây. Một số cái nội dung gửi về này mình có thể nhấn dấu cộng đây và lấy những giá trị mình đã thêm ở cái bước 1, chính là cái bước bên trái này. Đây mình next thì mình sẽ chọn được một số thông tin mình gửi về. Đó, rồi mình chỉnh sửa lại sao cho dễ nhìn. Rồi mình nhấn lưu và bật là được. Tương tự như vậy đối với cái khách chốt gửi tin nhắn này thì mình sẽ chọn một cái là khi một bản ghi thêm mới hoặc là được cập nhật đáp ứng điều kiện. Điều kiện ở đây là cái trạng thái của mình. Đây nó là thành công nhá, thì nó sẽ gửi về cho nhóm chat của mình. Đấy, gửi từ con bot là đến nhóm chat với cái tiêu đề có khách vừa chốt thành công và một số thông tin ở đây, và nó sẽ nhảy về cho mình như trong cái thông báo như thế này. Ok,